Xin chào mọi người. Đấy, nếu mà ai mà may mắn xem được video này thì mọi người có thể tiết kiệm lên đến 300.000. Đấy, nghe thì rất là giống mấy ông bản khóa học, rất là giống mấy ông dạy làm giàu, rất là giống mấy ông mà đa cấp đúng không? Nhưng mà thực sự thế luôn. Đấy, tại vì thời điểm tháng 5, tháng 8 nhá, là em là người mà trải nghiệm máy rất là nhiều. Đấy, cho nên là em biết khi mà con Hukan Z1001 này về, em đã nói luôn là con F88 hiện tại là giá chưa phù hợp. Đấy, và giá cao. Đấy, cho nên là nếu mà về ngon thì em đánh giá là Z1001 là 1.3 triệu, hai pin một sạc là ngon hơn với cả so với F88 thời điểm đấy là 1.550.000. Đấy thì gọi là chê con F88 ấy. Thế là hôm qua cũng có một video nhá. Hôm qua là có một video, thế là Hukan sang sáng nay sang Hukan nó dí hết sạch luôn 200 con. Tại vì thời điểm tháng 8 đấy là em phải khóa video lại, tại vì là hãng người ta còn nhiều, anh em hãng người ta còn nhiều. Đấy, thôi thì hôm nay còn 200 con thì em bốc hết sạch. À, em làm giá tốt cho anh chị luôn và đưa nó đến một cái mức giá mà em đánh giá là ngon luôn. Ê, cái bộ F88 này hàng mới nguyên siêu như này, anh chị thích thì em để nguyên như này gửi đến cho anh chị luôn. Ở ngoài thì nó có cái hộp, có bọc túi và có cái tem gọi là chống, à tem nhập, tem phụ nhập khẩu ấy. Đấy, thế còn cả bộ của nó như này. Đây, hộp vali của nó để quay gần lại đây cho mọi người xem. Đấy, cái hộp này là hộp vali chống sốc nhá, là con này là khoan 13 ly. Giá của nó bây giờ là 1.250.000. 1.250.000. Mọi người nghe không nhầm đâu. Tại vì giá bây giờ vẫn là 1.550.000. Thì khi mà em deal được Hukan là cả hai bên cùng cắt lỗ. Đấy, hãng cũng cắt lỗ mà đại lý cũng cắt lỗ, thì đưa con này về giá gọi là hợp lý với nó và dưới giá của Z1001. Chứ bây giờ Z1001 thời điểm đấy em nói thật luôn là 1.3 triệu là không có đối thủ. Anh em không tin em, rồi các đại lý cũng không tin em, đúng không? Đấy, nhưng mà em đã nhìn ra là con này ngon hơn. Nhưng mà bây giờ con này về giá ấy, chất lượng thì tương đương Z1001 nhưng về giá cạnh tranh hơn Z1001 là 1.250. Đấy, con này đầu 13 ly nhá, có khóa trục autolock đây. Đầu của nó đầu bằng sắt. Động cơ không chổ than, có 3 chức năng: bắt vít, khoan và khoan búa. Cái khoan búa con này khá là ok đấy. Rất nhiều video em khoan tường gạch đấy, mũ 12, mũ 14. Đấy, tất nhiên là búa của những con động lực như này gọi là hỗ trợ thôi, chứ là không chuyên về búa. Đấy, thế còn về phần pin nhá, chỗ này nó có cái đèn báo pin đây. Đấy, chỗ này nút là không phải nút gì đâu. Đấy, thế còn pin của nó là pin vỏ chống sốc, pin ABS và là pin 10 cell 3A. Đấy, một bộ như này giá có 1.250 luôn. Em nói thật luôn là giá này đi thi đấu tất cả các đại lý luôn. Bởi vì nhìn số lượng như này là em chơi được hết. Đây, em quay gần cho mọi người. Đây nhá, từ những thùng mà chưa đóng, à chưa có bóc ra đến những cái thùng bóc ra đây này. Đấy, quay góc góc kia. Đến những cái thùng mà bóc ra để chuẩn bị đóng hàng cho mọi người luôn. Tại vì khi mà em quay video này là em đã đăng lên Zalo, đăng cho một số khách quen của em rồi. Giá này thì nói thật luôn là 1.250 ra cực kỳ nhanh luôn. Đấy, bốc hết số lượng để chủ động với hàng. Thì còn ảnh hưởng đến ai thì em xin phép thông cảm nhá. Tại vì giá này hãng người ta cũng đã phải suy nghĩ rồi. Đấy, thì bây giờ con này đảm bảo luôn là ngon, ngon. Nhưng là mùa giá 1.250. Đấy nhá, đấy là cái đầu tiên nhá. Cái này thì em test nhiều lắm rồi. Con F88 này là em test khoan tường gạch này, thậm chí đi rút lõi này, bắt vít dài này, dạy mọi thứ là ok hết. Đấy, không chổi than con này nếu mà form của nó nhá, cạnh tranh nhiều tốt hơn, nếu mà giá này cạnh tranh tốt hơn so với những đơn vị mà form tương tự mà giá nó đang cao hơn. Đấy nhá. Đây, thế còn quả pin này thì vẫn là huyền thoại đây. Đấy, hôm qua anh em thấy em có hai cái sọt đúng không? Hai cái sọt và hai cái thùng ngắt tông thì đi hết rồi. Đấy, và cũng có quay rộng ra, cũng có một cái anh bảo là pin này chỉ được 95% thôi, tức là hôm đấy em đo dung lượng, em chụp cái ảnh lên là 3.904 mAh đúng không, thì hôm nay em đo lại luôn là 4.051 mAh thôi. Đấy, pin này là pin chuẩn 4A, tại vì bên em mọi người biết cái kênh điện máy thô bên em đúng không, thông số có như nào em nói thế, pin mà thông số ảo em nói ảo, ví dụ quả này 280 nó ghi 6A kệ nó, nhưng mà đo ra là 3.6 là biết 3.6 thôi. Thế còn quả này của nó là 4A, giá 380 bao ship cho anh em. Đấy, mà trưa nay là còn có à video gọi là giúp. À đây. Đấy, trưa nay đây. Đấy, có video khoan nhé. Khoan cái mục bê tông rất là dài. Đấy, dài 35 phân xuyên bê tông luôn mà không ngăn một tí nào. Đấy, thì quả pin này ok để cho anh em mình sử dụng máy mài, máy bê tông pin. Thì em xả nốt lô này thì chắc chắn là em nghĩ là sẽ hết thôi. Hết luôn thôi, tại vì con này có 380 thôi. Anh chị mà muốn lấy số lượng nhiều, ví dụ 4-5 quả để đi tặng ấy, thì cứ nhắn tin gọi điện hai số trên màn hình. Em chốt cho mọi người giá tốt luôn để anh em mình yêu thương luôn. Đấy, vỏ ABS chống sốc có đèn báo pin. Manula thì nó là con trưởng của Hukan rồi. Nhưng mà con này thì Hukan ít truyền thông cho nên giá nó tốt. Mà bản thân pin này này, pin này là nằm trong cái bộ này này. Đây. Pin này nằm trong cái bộ mà anti-kickback đây này. Đúng không? Mà con này đã đi rút lõi được thì mọi người biết quả pin này chất nhiệt lượng như nào rồi đúng không? Đấy. Ồ, con này lỗ kích bách à? À, đấy.
con này lỗi kickback nhá. Đấy con này thì giá là 4380 bao ship. Con này lỗi kickback nhá thì bán cho anh chị giá là 700 bao ship. Đấy con này thì hàng mới mà, nhưng mà thỉnh thoảng có một lô nó bị như thế. Đấy 100 con thì nó bị một con. Đấy hàng mới thì không có hộp hay sao ấy. Đấy thì là giá 700 bao ship cho mọi người, lực 120 N, khỏe hơn con Z1600 nhiều, tại vì lực của nó 120 N là chuẩn mà. Cùng giá 700 luôn. Đấy. Đây. Decathlon. Con này là hàng để em làm tiếp thị liên kết affiliate. Đây này chưa cả bọc này. Mọi người nhìn cái này bẩn. Mọi người muốn biết con này dùng hay không nhìn cái này, tại vì tay là cầm ở đây. Nếu mà bẩn thì cái này nó đen đen ngay, dùng nhiều nó đen đen ngay. Thì con này gần như là mới 95%. Đấy, thanh lý giá 750 cho anh em. 100 N, con này đây. 1385. 1385. Thanh lý là 750 bao ship cho mọi người. Chân pin Makita phổ thông đây này, đã viết bảo hành đâu. Tại vì anh em đưa sang để em làm affiliate nhưng mà em không hoài cái hãng màu xanh này lắm, tại vì thấy giá nó vẫn đang cao thì cho nên em không làm thế thôi. Đấy. Tiếp theo. À đây mã này có thanh lý rồi đây. Đấy, mã này thì em quay đủ video rồi, 2706 bờ lớp. Con này thì giá niêm yết mới là 1080. Thanh lý luôn cho anh chị giá 880. Hàng này là hàng test của em. Đấy, mức độ của nó chắc khoảng 95%. Đấy, cũng có video test rồi con này. À, chân pin phổ thông nhá, nó làm cái form mới ấy, nhìn nó rất là đẹp. Mà búa nó lại ở phần dưới này này. Đấy, motor và búa phần này. Cho nên nhìn nó rất là gọn. Đấy, thân cân nặng chỉ bằng một dòng compact là Z3 thôi. Đấy, giá cân nặng chỉ có 2 kg thôi. Rất là nhẹ rồi. Thanh lý cho anh chị giá 880. Số lượng em còn một con. Đấy, để mãi đến video sau này. Ý là để mãi đến sau đoạn sau video này thì anh chị nào mà có duyên xem được con này một chốt thì chốt luôn. Đấy, hộp hình như là còn đấy, em để hộp cho mọi người. Đây. X4 Pro còn một con. Giá 340 bao ship. Chỉnh tốc đấy. Đấy. Bây giờ nó lên đến đời X4 IMP rồi, là X4 IMP lại còn màu xám nữa. Thì con này thực sự luôn là chịu luôn, không bán được. Giá là 340 bao ship còn một con, chân Makita phổ thông, thân máy chưa pin sạc. Đấy. Mai con này thì K14 nhá, dây đồng. Tại vì con này là mẫu từ năm ngoái. Bây giờ thì nó thêm cái vỏ màu vàng, chứ còn ruột thì là bên trong giống nhau. Đấy, hôm nay tự nhiên là dọn kho, dọn chỗ này để xếp S88. Đây này, mọi người nhìn này, em quay dưới kia. Nhiều lắm, nói chung là yên tâm, em bạo thầu được giá này. Anh chị nào mà thích lấy xỉ, em còn có xỉ cho mọi người luôn. Đấy, thì con này giá thanh lý cho mọi người là 340 bao ship. Đấy, hình như có hộp hay không ấy, không nhớ, nhưng mà nó là hàng mới. Đấy, em tháo ra, em sẽ kiểm tra vào đây. Dây đồng 100%, cốt 100. Quá là rẻ luôn. Đấy, quá là rẻ luôn. F88 thôi, làm video sau nhé, chứ còn F88 quá nhiều video rồi. Đây em cứ xem đi, xem chỗ này đủ phục vụ cho anh em test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chỗ này là nói chung là rất nhiều để cho anh chị mình vào biết. 1, 2, 50.